Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục lên đây để chia sẻ một cái clip ngắn gọn thôi, nhưng làm sao để đúc kết được một cái mạch điện để cho toàn thể các anh em thợ mới cũng như là các anh em đang học nghề biết được cách để tới đây có một chiếc xe đến với cửa hàng mình, thì các anh em có thể biết được nguyên lý hoạt động của cái mạch điện đấy nó đi như nào ở trên chiếc xe của chúng ta. Thì trước mắt anh em đây là một chiếc xe Future. Đây anh em nhé. Đấy. Thì cũng theo lời đề nghị của toàn thể các anh em cũng chưa biết về chiếc xe Future này và nguồn đi dây điện như thế nào và đường điện từ dưới mâm lửa lên là màu dây gì và công năng nó như thế nào, thì cũng có rất là nhiều anh em bảo mình rồi nhưng mình chưa làm được video clip. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái video clip này để chia sẻ, trả lời cho toàn thể các anh em đã comment ở các cái video trước của mình, cũng như là mục đích mình tạo ra cũng là hướng dẫn toàn thể các anh em thợ mới. Còn các anh em thợ mà già rồi, các anh em làm lâu năm rồi, các anh em biết thì mình không nói đến. Anh em xem mà thấy không hợp với anh em và kiến thức không chuyên sâu với anh em thì anh em cũng đừng nhắm đá mình nhá. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái video này chia làm thành 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ chia sẻ cho các anh em biết cái màu dây từ dưới mâm lửa lên nó là có những cái màu dây gì và chức vụ và công năng của các cái màu dây đó như thế nào. Phần thứ hai là mình sẽ chia sẻ đến cái cục nạp này hoạt động ra sao. Đấy. Và phần thứ ba thì mình sẽ chia sẻ đến phần mạch ổ khóa. Thì trong phần mạch ổ khóa này đấy, thì nó sẽ còn chia ra thành 3 phần nữa. Thì bây giờ mình bắt đầu từ những cái phần chính rồi mình sẽ đưa các anh em đến những cái phần phụ. Rồi ok, thì bây giờ anh em hãy theo mình đến cái phần đầu tiên. Thì trước mắt anh em đây là một cái giắc cắm từ dưới mâm điện lên này anh em này. Đây. Thì cái giắc cắm này là nó sẽ chia ra thành 4 dây. Có dây màu xanh lá cây và dây màu trắng, dây màu xanh dương, dây màu trắng vàng anh em nhé. Thì bắt đầu thì mình sẽ rút rắc ra và anh em để trực tiếp rắc này chỉ lên trời và đồng nghĩa với lại cái rắc này sẽ đưa thẳng trực tiếp vào mặt của anh em chúng ta. Đấy, rồi anh em lại để úp xuống như này cho mình nhá. Đấy, anh em để như này. Thì bởi vì mình quay camera thì mình phải để chiếu, để cái rắc úp xuống như này. Còn nếu anh em mà ngửa lên ấy thì anh em ngửa lên đúng như này cho mình. Còn mình thì mình sẽ hướng như này để anh em nhìn và anh em dễ hình dung hơn nhá. Thì cái dây đầu tiên thì mình sẽ lấy từ bên tay trái sang bên phía tay phải là dây màu xanh lá. Thì cái dây màu xanh lá này nó là dây mát để cấp cho cuộn điện của chúng ta. Đấy. Rồi tiếp đến là cái dây thứ hai là cái dây trắng, là dây điện từ dưới mâm lửa, mâm điện lên và đưa vào con sạc anh em nhá. Đây là dây sạc. Tiếp đến là đến cái dây màu xanh dương sọc vàng. Thì cái dây màu xanh dương sọc vàng này là dây dương của con kích, con khiển hoặc là con CKP của chúng ta. Theo trong những dòng xe FI thì người ta hay gọi là CKP. Tiếp đến là cái dây số 4 là cái dây màu trắng sọc vàng, là dây mát của con khiển hoặc con CKP của chúng ta. Thì hiện tại là mình đã hướng dẫn cụ thể cho anh em biết cách để kiểm tra và phân biệt các cái màu dây từ dưới mâm điện lên và có chức năng như nào. Mình đã hướng dẫn rất là cụ thể cho anh em rồi. Anh em xem cái video của mình mà anh em thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ. Anh em đừng quên hãy đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều những cái video hữu ích hơn nữa. Và anh em nhớ nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình. Tới đây mình sẽ ra mắt các anh em. Và tiếp đến là đến phần thứ hai, đó chính là về phần cục sạc của chúng ta. Chức năng của cái cục sạc nó như thế nào và nhiệm vụ khi các cái dây từ dưới mâm điện lên và được chia đến đâu. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em. Thì đây là cái cục sạc của con xe Future 125. Mình sẽ rút cái rắc ra để chia sẻ cho toàn thể các anh em. Thì các anh em cũng thao tác như mình là các anh em rút rắc ra, các anh em để hướng vào mặt của chúng ta và cho cái rắc ngửa lên trời. Đấy. Thì mình cũng sẽ lấy từ bên phía tay trái đưa sang phía bên tay phải theo vòng tròn. Đấy, theo chiều kim đồng hồ anh em nhé. Thì cái dây đầu tiên đó chính là cái dây màu trắng. Cái dây màu trắng này nó là cái dây nguồn từ dưới mâm điện lên, nó chính là dây sạc anh em nhé. Cái dây thứ hai nó là dây màu đỏ sọc vàng, là chính là cái dây để sạc vào bình ắc quy của chúng ta. Cái dây thứ ba nó là cái dây màu đỏ. Cái dây này là cái dây của mạch chính của chúng ta, đưa lên trên ổ khóa và sẽ cấp điện cho đèn FI cũng như là mạch đề của chúng ta và cấp cho toàn thể các mạch kim phun rồi bơm xăng, tơ le. Rồi đến phía dây màu vàng
Nó chính là dây đèn của chúng ta thì là sẽ được cấp điện lên cho hệ thống đèn của chúng ta. Rồi, thì hiện tại cái mạch sạc này thì mình cũng đã hướng dẫn cụ thể cho các anh em để anh em biết được là đường đi lối lại nó như thế nào đúng không ạ? Và tiếp đến đây thì anh em cũng rất là phân vân, tại sao ở dưới mâm điện của chúng ta lên đây lại không có dây màu vàng thì làm sao mà có thể có đèn ở trên đèn pha của chúng ta đúng không ạ? Thì anh em phải hiểu này. Thì điều nó khác biệt nhất so với các cái dòng xe Honda đời cũ cũng như là dòng Honda đời mới bây giờ. Đấy. Thì cái dây màu vàng hiện tại là cái nhà sản xuất của chúng ta hiện tại bây giờ đã bỏ đi rồi, không cần nữa. Và chỉ cần một dây màu trắng thôi. Đó là cái điều khác biệt của đời mới cũng như là đời cũ. Thì khi cái dây màu trắng này đưa điện vào trong vào đến con nạp này thì con nạp này sẽ có chức năng ổn định dòng điện và cấp ra cho cái dây màu vàng này một lượng điện cố định và đưa lên trên đèn pha này của chúng ta anh em nhé. Rồi thì hiện tại mình lại đã hướng dẫn cụ thể cho anh em biết cách làm sao để biết được cái con nạp này có chức năng như nào và đường dây ra và đường dây vào như nào để anh em tham khảo rồi. Tiếp đến là phần thứ ba là về mạch ổ khóa, để cho anh em hiểu về cái mạch ổ khóa này thì nó như thế nào. Và mình cũng lại sẽ chia ra thành 3 phần về cái mạch ổ khóa này để cấp điện lên cho hệ thống đèn trên mặt bàn thờ của chúng ta. Trước tiên là phần thứ nhất, các anh em bật chìa khóa lên nhưng không có điện báo lên đồng hồ này. Đấy. Và cũng không có đề và cũng không thể nổ được luôn anh em nhá. Và phần thứ hai là có đèn báo mo cũng như là đèn báo số, đèn xi nhan và còi. Đấy. Nhưng không đề được anh em nhá. Và phần thứ ba đó chính là phần cũng rất là quan trọng và cũng rất là hay bị. Đấy. Đó chính là cái phần mà đèn báo số, đèn báo mo và còi không có nhưng vẫn đề được, nổ bình thường anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em cụ thể đi từng phần một để các anh em biết cách làm sao lần sau anh em nếu có gặp phải những cái ban bệnh như vậy thì anh em có thể biết xử lý nhanh cho khách để khách có thể đi lại trên đường anh em nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em về cái phần là bật chìa khóa lên mà không có điện, toàn bộ hệ thống điện ở trên mặt đồng hồ của chúng ta là không sáng và đồng nghĩa cũng không đầy được anh em nhé. Đây thì bây giờ anh em sẽ xem. Đấy. Mình sẽ bật chìa khóa lên này. Anh em nhìn thấy không ạ? Bật chìa khóa lên thì tất cả đèn ở trên đồng hồ của chúng ta không sáng. Còi không có, xi nhan không có đúng không ạ? Đấy. Và đề cũng không có luôn. Rồi. Về cái phần này thì anh em phải nghĩ ngay và đến phân tích loại trừ là nó bị ở đâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho toàn thể các anh em từ cách kiểm tra dễ nhất cho đến cách kiểm tra khó nhất để loại trừ anh em nhé. Thì trước tiên thì anh em chắc chắn là anh em sẽ nghĩ là một là bình ác quy hỏng đúng không ạ? Đấy. Thì trường hợp bình ác quy hỏng, chúng ta bật điện lên thì cũng sẽ không có điện để sáng cũng như là không có điện để đề. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cầu chì 15A của chúng ta là cầu chì chính. Đấy, cầu chì chính. Khi cái cầu chì này bị cháy cũng sẽ không có điện để cấp lên cho đồng hồ. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào nhá. Mình cắm vào thì mình sẽ... Đây anh em nhìn vẫn còn có báo này. Nhưng mình rút ra thì là nó sẽ tắt hết này và không đề được đúng không ạ? Không còi, không xi nhan, không có một cái gì trên xe cả đúng không ạ? Đó là cái phương án loại trừ thứ hai. Cái thứ ba là anh em phải kiểm tra xem cái bình của chúng ta có điện hay không. Và chúng ta đo ở cái đầu dây màu đỏ này của chúng ta xem có điện 12V không, từ cọc bình dương ra. Đấy. Chúng ta vặn đồng hồ của chúng ta vào nấc thang 20V DC. Khi bình của chúng ta có điện rồi đúng không ạ? Chúng ta đo anh em nhé. Đây chúng ta đo này. Đấy, khi bình của chúng ta có điện rồi nhưng chúng ta phải đo ở phần này. Đấy, chúng ta cắm vào cái rác cầu chì này anh em nhé. Thôi mình cắm bên dưới này đi cho nhanh. Đấy, cắm rác cầu chì, anh em đo vào đây, nếu cũng có điện 12V như thế này thì đồng nghĩa là cái dây của chúng ta đưa ra đây đã có điện. Đó, thì khi anh em đo được cái dây màu đỏ này có điện rồi và anh em đo cái cầu chì này của chúng ta cũng có điện. Đấy, và không bị đứt anh em nhé. Đây, đồng hồ đây, và không bị đứt thì đồng nghĩa dây điện 12V của chúng ta sẽ đưa sang cái dây màu đỏ dọc vàng này. Và cái dây đầu màu đỏ dọc vàng này thì sẽ có nhiệm vụ đưa ra chia thành hai đường, một đường sang cầu chì phụ 10A và một đường đưa xuống cục sạc của chúng ta. Đấy. Thì nếu mà cái đồng hồ của chúng ta vẫn không có điện đề và còi thì cũng sẽ có trường hợp nó bị đứt ở cái ngã ba này, khoảng cách cái ngã ba này anh em nhá.
Đấy, trường hợp này thì ít thôi nhưng mà mình nói luôn ra để anh em sau này nếu có gặp ban thì anh em còn biết cách xử lý. Hiện tại mình đã chia sẻ cho toàn thể các anh em biết phần đầu tiên của cái mạch ổ khóa này của chúng ta. Thì tiếp đến bây giờ mình sẽ đưa các anh em đến cái phần thứ hai về mạch ổ khóa. Đó chính là về phần khi chúng ta bật chìa khóa lên nhưng đèn báo mo của chúng ta và đèn còi không sáng. Và bây giờ anh em hãy theo Lý để Lý sẽ đưa cam lên trên mặt đồng hồ này để test thử cho toàn thể các anh em biết được xem là cái ban bệnh này nó như thế nào và biểu hiện nó ra làm sao, để chia sẻ thêm cho các anh em về cái kinh nghiệm sửa xe cũng như là bắt bệnh xe về điện anh em nhé. Thì đây, anh em hãy theo mình lên đây. Thì trước tiên là mình sẽ tắt chìa khóa và bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên anh em nhìn này. Đồng hồ của chúng ta sẽ không có hiện tượng gì cả, báo số không có, xi nhan không có, còi không có, đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì cái ban bệnh này thì thực sự là rất là hay gặp. Đấy. Rồi, thì cái ban bệnh này thì thực sự rất là hay gặp. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phương pháp loại trừ cho toàn thể các anh em, có thể anh em biết được cách để sau này anh em có một cái phương pháp loại trừ. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể để anh em có cái phương pháp loại trừ. Thì trước tiên ấy, thì anh em phải để ý cho mình là cái cầu chì nhá. Cái cầu chì 10A này này, anh em này. Cầu chì 10A mà cháy thì cái tình trạng mà bóng báo trên mặt đồng hồ này của chúng ta như xi nhan rồi còi rồi báo số sẽ là không có anh em nhá. Rồi, thì khi các anh em kiểm tra là cầu chì của chúng ta không bị đứt đúng không ạ? Không bị đứt. Đấy, thì bây giờ anh em hãy vặn đồng hồ về nấc thang 20V DC. Đấy, để anh em kiểm tra cái nguồn điện từ cái dây màu đỏ sọc vàng này được cầu chì 15A cấp sang, nó đã có điện hay chưa. Đây nha anh em nha, hiện tại đã có điện này. Chúng ta sẽ loại trừ được cái khu vực ngã ba này nó bị đứt đúng không ạ? Thì hiện tại dây ở đầu cầu chì này đã có điện rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải cắm cái cầu chì mới vào để chúng ta đo xem phía đầu dây màu đen sọc đỏ. Đây anh em nhá, phía dây màu đen sọc đỏ này đã có điện ra đây chưa? Đấy, anh em cắm vào đây, anh em đo hộ mình. Đấy, hiện tại đồng hồ của chúng ta đã báo 1,55V. Rồi, thì khi chúng ta đo được nguồn điện ở đây có rồi, đúng không ạ? Đó, thì tiếp đến chúng ta sẽ lại đo ở cái nguồn dây màu đỏ sọc đen này, lên cái dây này. Đây là dây màu đỏ sọc đen anh em nhá. Chúng ta cho cái đồng hồ màu đỏ này, anh em chúng ta đo. Đấy, có điện 11,18V này. Đấy. Thì khi chúng ta đo lên đây, có nguồn điện lên đây rồi, mà chúng ta bật chìa khóa lên, mà chúng ta đo vào cái dây màu đen. Đấy, chúng ta đo cái dây màu đen. Nếu mà dây màu đen này cũng có điện thì có nghĩa là ổ khóa của chúng ta tốt. Đây anh em nhìn này. Đấy, ổ khóa của chúng ta tốt. Đấy, thế thì bây giờ anh em sẽ phải loại trừ là một là cầu chì của chúng ta bị đứt, hai là nguồn điện 12V chưa được cấp lên đây, cái thứ ba là có thể bị đứt dây ngậm. Đấy, cái thứ tư là ổ khóa của chúng ta hỏng. Và khi chúng ta kiểm tra đến đây mà có điện đầy đủ đến đây rồi mà ở trên mặt đồng hồ của chúng ta vẫn không sáng, thì đồng nghĩa là cái dây sau khóa, dây màu đen này của chúng ta là sẽ bị đứt ngậm từ phía phần rắc cắm này anh em nhé. Phía phần rắc cắm ở dưới này, đây nó sẽ đứt cái dây màu đen ở đây này anh em này. Đấy, có thể nó đứt cái dây màu đen này đưa lên trên mặt đồng hồ của chúng ta. Và hiện tại thì Lý cũng đã hướng dẫn cụ thể cho anh em biết cái phần thứ hai rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em đến cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba này cũng cực kỳ là quan trọng mà ít khi gặp thôi, nhưng mình cũng sẽ tả luôn cho anh em và mô phỏng để có thể trường hợp cái ban bệnh này xảy ra thì anh em biết được và anh em xử lý cho nhanh gọn lẹ nha anh em nhá. Cái phần thứ ba này, khi chúng ta bật chìa khóa thì vẫn có đèn báo mo, vẫn có đèn báo số, nhưng không đề được anh em nhá. Cầu chì 15A không bị cháy, cầu chì 10A rất tốt. Đấy, khi chúng ta bật chìa khóa lên thì chúng ta không đề được. Đấy, thì bây giờ anh em hãy theo mình lên phía trên này. Đây, khi chúng ta bật chìa khóa thì đèn min, đấy, cái đèn báo FI của chúng ta không sáng anh em nhé. Đó, thì anh em lại phải vào cái phần loại trừ hộ mình là cầu chì 15A tốt rồi đúng không ạ? Cầu chì 10A tốt, ok. Thì bây giờ bắt đầu là đến cái phần anh em mình loại trừ từ cái cầu chì 15A này đi nào anh em này. Cầu chì 15A này đi. Thì khi anh em kiểm tra cái cầu chì 15A này ấy, nó không cháy rồi mà nguồn điện đến đây có rồi nhá anh em nhá. Nguồn điện đến đây có rồi. Đấy. Thì anh em lại phải đo hộ mình. Đấy, đo hộ mình vào cái đầu dây này. Đây đây, anh em nhìn rõ này. Vào cái dây sạc này. Vào cái dây màu vàng. Đấy anh em nhá, cái dây màu đỏ sọc vàng anh em nhá. Anh em vặn đồng hồ nấc thang 20V DC.
Đấy, anh em đo hộ mình xem là có điện hay không. Nếu có điện 11V hoặc 12V có nghĩa là bình ắc quy của chúng ta đã cấp điện về đến đây rồi. Đấy, hoặc là chúng ta có thể đo thông mạch anh em nhá, hoặc là chúng ta có thể đo thông mạch rút cầu chì ra, cầu chì 15A ra. Anh em vặn vào nấc thang diốt. Đấy, đo thông mạch anh em nhá. Đây anh em sẽ đo cái dây màu đỏ này, sọc vàng với lại dây màu đỏ sọc vàng ở phía phần cầu chì. Đấy, cầu chì 15A. Đấy, có nghĩa là chúng ta đo như vậy thì dây không bị đứt. Đấy, là ok rồi. Thì anh em phải biết là nếu khi chúng ta có đầy đủ tất cả các cái đèn này rồi, cầu chì của chúng ta không đứt rồi. Đấy, và cái dây thì bây giờ bắt đầu sẽ đến cái phần là con nạp này nhá. Thì khi cái dây màu đỏ sọc vàng này đưa dòng điện 12V xuống đây và vào con nạp, thì con nạp mới điều tiết đưa điện, nguồn điện 12V sang dây màu đỏ này. Nếu chúng ta cắm vào mà chúng ta đo không có điện 12V sang dây màu đỏ, sang dây màu đỏ đồng nghĩa là cục sạc của chúng ta bị hỏng anh em nhé. Cục sạc của chúng ta bị hỏng. Và nếu mà chúng ta đo mà thấy nguồn điện có ra đấy, có ra phần dây, có ra cái phần dây màu đỏ này, thì anh em lại đo hộ mình lên thông mạch đấy. Anh em lại đo thông mạch lên cái dây màu đỏ ở phía phần ổ khóa anh em nhé. Anh em lại đo hộ mình lên, lấy cái dây màu đỏ này ở dưới cái rắc cắm của cục sạc, anh em đo lên cái dây màu đỏ ở phía rắc cắm của ổ khóa. Đây, rắc cắm của ổ khóa đây. Anh em đo mà thấy thông mạch như này thì là tốt này, ok này. Đấy, khi chúng ta vặn chìa khóa lên như này ấy, thì cái dây màu đỏ này, dây màu đỏ này anh em nhé, cái dây màu đỏ này sẽ cấp sang cái dây màu đen sọc xanh. Đấy, là cái mạch chính của chúng ta sẽ cấp điện cho đề, cấp điện cho kim phun, cấp điện cho mô bin, rồi là cấp điện cho IC, cấp điện cho bơm xăng anh em nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đo vào đây, nó cũng thông mạch như này là ok, ổ khóa của chúng ta là tốt, hai đường đi rất là tốt rồi rồi anh em nhá. Đấy, thì bây giờ này, nãy mình đã rút cái rác này ra để mình test thử cho anh em biết là có thể cái ban bệnh này sẽ xảy ra, một là chết con nạp, hai là đứt cái dây điện màu vàng sọc đỏ sang bên cái rác cục sạc này của chúng ta. Đấy, và cái thứ ba nữa là có thể là dây màu đỏ từ chân sạc này lên rắc ổ khóa bị đứt, hoặc ổ khóa của chúng ta bị hỏng anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em lên phía bên trên của đồng hồ và mình sẽ đề thử cho anh em xem. Đó. Rồi thì hiện tại mình đã thao tác hoàn toàn tất cả các cái chi tiết về đường sạc, rồi là mạch ổ khóa, cũng như là màu dây từ dưới cuộn điện lên để cho anh em cùng tham khảo và anh em cùng bắt bệnh rồi. Thì anh em xem cái video của mình ấy mà anh em thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ. Điều đặc biệt nhất là anh em hãy đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình, để mình có động lực mình làm thêm nhiều video mới hay hơn nữa. Và anh em nhớ nhấn nút chuông để nhận được những cái video hữu ích hơn mà mình chuẩn bị ra mắt anh em tới đây. Rồi, cảm ơn các anh em và chúc anh em thao tác thành công.